Song Dong Ki công khai ôm ấp tình mới trước thềm phim mới, dành hành động ân cần để trêu tức vợ cũ. Nam diễn viên Song Dong Ki được cho là có hành động trêu tức vợ cũ khi thoải mái thể hiện tình cảm với cô bạn diễn trẻ đẹp Jeon Jae-bin. Cả hai thân mật tại bữa tiệc mừng công phim khiến fan không thể rời mắt. Vừa qua, Song Dong Ki cùng Jeon Jae-bin và các thành viên trong đoàn phim Vincenzo đã có buổi tiệc mừng công sau gần 2 năm phim đóng máy. Được gặp lại nhau sau thời gian dài, cặp đôi chính của tác phẩm không khỏi mừng rỡ. Khi đứng lên phát biểu, Song Dong Ki và Jeon Jae-bin liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Chồng cũ của Song Hye-kyo còn chủ động ôm bạn diễn trẻ tuổi một cách công khai để thể hiện tình cảm. Cả hai người mặc đồ đội mũ na ná nhau cũng gây ra sự chú ý lớn. Một số cư dân mạng cho rằng Song Dong Ki thân mật với Jeon Jae-bin vì muốn trêu tức Song Hye-kyo trước thềm phim mới The Glory của cô lên sóng. Song Dong Ki và Jeon Jae-bin đóng cặp ăn ý với nhau trong năm 2021, cũng vì phản ứng hóa học cực tốt mà họ dính phải tin đồn phim giả tình thật. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Dong Ki dùng những lời có cánh để khen ngợi Jae-bin. Anh nhấn mạnh mình và cô bạn diễn này thật sự tâm đầu ý hợp. Trước đó, hình ảnh được cho là Song Dong Ki hẹn hò Jeon Jae-bin được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng fan phim Hàn dậy sóng. Hình ảnh có phần mờ ảo cho thấy cả hai đội mũ lưỡi trai và ngồi cạnh nhau. Dù hai ngôi sao đều giữ im lặng trước nghi vấn này, nhưng người hâm mộ cho rằng Song Dong Ki dường như đã tìm được tình yêu mới sau 2 năm ly hôn Song Hye-kyo. Tuy nhiên, chưa vui mừng cho thời tự được bao lâu thì hàng loạt người hâm mộ đã tìm ra sự thật. Bức ảnh Song Dong Ki hẹn hò Jeon Jae-bin chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Hóa ra đây chỉ là hình ảnh đã qua chỉnh sửa của một người hâm mộ. Trong bức ảnh gốc, Song Dong Ki đang ngồi một mình, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Jeon Jae-bin bên cạnh. Thậm chí bức ảnh còn được chụp từ năm ngoái. Tuy nhiên, người hâm mộ cặp đôi Song Dong Ki Jeon Jae-bin vẫn hào hứng ghép đôi thần tượng của mình. Thậm chí họ còn nhanh chóng tìm ra hàng loạt hình ảnh lãng mạn giữa Song Dong Ki và Jeon Jae-bin. Cặp đôi đã có với nhau vô số khoảnh khắc hậu trường cực kỳ tình cảm từ khi cùng góp mặt trong bộ phim Vincenzo. Sau khi hoàn thành bộ phim, hai diễn viên tiếp tục công khai ủng hộ các dự án của nhau. Song Dong Ki thậm chí còn dành cho bạn diễn nữ của mình một cái nhìn đầy ngọt ngào tại liên hoan phim Busan. Và gần đây nhất, cả hai dường như đã biến lễ trao giải Rồng Xanh thành thế giới của riêng mình khi thoải mái trò chuyện mà không hề để mắt đến những ánh nhìn xung quanh. Trên thảm đỏ liên hoan phim Busan, nam diễn viên đã dành cho Jeon Jae-bin những ánh nhìn ngọt ngào, sau đó cặp đôi còn vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Trong thời gian bị cách ly vì Covid-19 và bê bối xây dựng trái phép, Song Dong Ki vẫn điều một xe chở cà phê đến ủng hộ dự án mới của Jeon Jae-bin. Song Dong Ki rất hiếm khi thân mật với một đồng nghiệp nữ, nhưng cách anh chụp ảnh cùng vợ cũ Song Hye-kyo và người tình màn ảnh Jeon Jae-bin lại giống nhau đến ngỡ ngàng. Ngoài ra, họ cũng nhiều lần bị soi dùng đồ đôi và có những cử chỉ hành động chẳng khác nào một đôi đang hẹn hò. Thế nhưng cả hai đều im lặng trước tiên vượt quá quan hệ đồng nghiệp. Song Dong Ki ly hôn với Song Hye-kyo vào tháng 6 năm 2019. Kể từ đó cho đến nay, anh chưa xác nhận hẹn hò người mới. Phần lớn thời gian, Dong Ki tập trung cho các dự án phim ảnh. Bộ phim gần nhất của anh là Cậu Út Nhà Tài Phiệt.